Chào mừng toàn thể các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hồng Hà đến với bài giảng của cô ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phan Thị Giang, giáo viên bộ môn lịch sử lớp 8 trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hồng Hà. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình lớp 8 môn lịch sử học kỳ 2 năm học 2020-2021. Trước khi vào bài học hôm nay, cô và các em sẽ cùng tham gia trò chơi khởi động mang tên Ai Nhanh Hơn. Câu hỏi số 1. Người nào nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương? Câu trả lời là Tôn Thất Thuyết. Câu hỏi số 2. Người lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai? Câu trả lời Phan Đình Phùng. Câu hỏi số 3. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương là cuộc khởi nghĩa nào? Đó chính là khởi nghĩa Hương Khê. Câu hỏi số 4. Thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta vào thời gian nào? Ngày 1 tháng 9 năm 1858. Như vậy cô và các em đã tham gia xong cái phần chơi khởi động. Để các em giữ lại kiến thức cũ và chuẩn bị tinh thần để vào bài học mới đạt hiệu quả hơn. Nội dung bài học hôm nay, bây giờ cô mời các em mở sách vở ra, chú ý cô giảng bài và ghi chép bài đầy đủ. Bài học hôm nay với nội dung Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19, nằm ở bài 28 sách giáo khoa trang 134. Đối với bài học ngày hôm nay, các em sẽ chú ý cho cô ba cái nội dung chính ở trên màn hình. Vừa nghe cô giảng và các bạn vừa ghi bài, ba cái nội dung chính này như sau. Thứ nhất, tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19. Thứ hai, những đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19. Và cuối cùng, đó là kết cục của các đề nghị cải cách trên. Các em ghi vào vở ba cái nội dung trọng tâm của bài học hôm nay. Trước hết, cô và các em sẽ vào mục 1, tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19. Vậy câu hỏi đặt ra cho các em như sau. Em hãy cho biết tình hình chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ 19 có điểm gì nổi bật? Để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy nhìn lên, quan sát ảnh tư liệu sau đây, em có nhận xét gì về tình cảnh của người dân Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19? Như vậy các em nhìn lên màn hình, đây là tình cảnh chung của người nông dân Việt Nam. Ở cái thời điểm này, họ phải làm thuê, họ phải kéo xe cho những địa chủ quan lại. Ở bên này là cảnh người nông dân Việt Nam phải lao động lam lũ, phải lao động bằng chân tay để kiếm cơm. Như vậy, nhìn vào toàn cảnh bức tranh này thì các em sẽ thấy được cái sự khổ cực, bần cùng, cuộc sống cơ cực, đói khổ của người nông dân Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19. Cho thấy rằng cái nền kinh tế rất kiệt quệ và bị khủng hoảng nghiêm trọng. Không những về kinh tế mà người nông dân của Việt Nam còn chịu các cái tầng áp bức bóc lột của vua, quan lại, của địa chủ đè nặng lên đôi vai của người nông dân, làm cho cuộc sống
cơ cực hơn, bần cùng hơn. Và chính những cái sự áp bức bóc lột đó, nó đã đến những mâu thuẫn trong xã hội. Và xã hội Việt Nam lúc bấy giờ xuất hiện hai cái mâu thuẫn cơ bản, đó là mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến. Mâu thuẫn thứ hai giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với chế độ thực dân Pháp. Từ mâu thuẫn đó đã dẫn đến những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nông dân vào nửa cuối thế kỷ thứ 19. Quan sát ở đây ta thấy đây là phong trào đấu tranh của nông dân vào nửa cuối thế kỷ 19. Cô sẽ nêu cho các em một số phong trào đấu tranh tiêu biểu. Thứ nhất, ở vùng Bắc Ninh thì có cuộc khởi nghĩa phong trào đấu tranh của Nguyễn Thìn trong năm 1862. Và cùng cái năm đó thì có cuộc đấu tranh của nông Hữu Hạc ở Tuyên Quang. Bên cạnh đó là ở Thái Nguyên, cuộc đấu tranh của người thổ phỉ, người ở Trung Quốc cũng tham gia vào đấu tranh chống lại triều đình. Tiếp theo là cuộc phong trào đấu tranh của Tà Văn Phường từ năm 1861 đến 1865. Ở Huế, khởi nghĩa của binh lính và dân phu vào năm 1866. Như vậy, cô chốt lại cái tình hình Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 bằng cái sơ đồ như sau. Về chính trị, thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lạc hậu. Thứ hai, bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương bị mục rũa. Các em chú ý ghi và nắm bắt nội dung chính của bài. Về kinh tế tài chính thì nền nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp bị đình trệ. Nền tài chính của đất nước thì bị cạn kiệt. Về xã hội, đời sống của người nhân dân vô cùng khó khăn và mâu thuẫn giai cấp cộng với mâu thuẫn dân tộc trở nên gay gắt hơn. Từ đó, các cái cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra ở nhiều nơi. Đó là tình hình của Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 ở các mặt kinh tế, chính trị, tài chính và xã hội mà mục một cô và các em đã tìm hiểu. Vậy để giải quyết cái tình trạng khủng hoảng trên, theo em cần thực hiện những giải pháp nào? Trong bốn giải pháp sau đây: A. Thay đổi chế độ hoặc cải cách chế độ cho phù hợp. Câu B. Vay thật nhiều tiền ở nước ngoài để cấp cho dân. Câu C. Quan hệ hợp tác với nước ngoài. Và câu D. Tất cả các ý kiến ở trên. Thì chắc chắn rồi, theo em sẽ chọn đáp án đó là A. Thay đổi chế độ hoặc cải cách chế độ cho phù hợp. Như vậy, nền kinh tế thì bị suy thoái trầm trọng, chính trị không ổn định thì bắt buộc xã hội phải có một cuộc canh tân, đổi mới đất nước, đổi mới cái chế độ để theo cái hướng phát triển, đổi mới, hòa nhập với đất nước ở bên ngoài. Vậy những cái cuộc cải cách hay những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19 diễn ra như thế nào? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu vào mục 2 lớn, những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19. Câu hỏi đặt ra cho các em như sau.
Vì sao các quan lại, sĩ phu lại đưa ra những đề nghị cải cách? Thì theo các em biết rằng, những cải cách này, người đề nghị đó là quan lại, là tầng lớp sĩ phu. Thế xuất phát từ cái gì mà họ lại đưa ra những cái của cải cách, đề nghị cải cách để canh tân đất nước? Thì hoàn cảnh đó chính là chứng kiến sự bần cùng khổ cực, cái chính sách áp bức bóc lột của triều đình đối với nhân dân. Từ đó nổi lên trong lòng họ đó là lòng yêu nước, lòng thương dân, để họ đưa ra những cái đề nghị cải cách nhằm mục đích đổi mới lại đất nước, để cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Đó chính là lý do mà các quan lại, sĩ phu đã không mang đến tính mạng của mình để đưa lên triều đình những cái đề nghị cải cách canh tân lại đất nước. Vậy thì những nhà cải cách đã đề cập đến những vấn đề gì? Trước hết, để biết được nội dung thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tên của những nhà cải cách ở Việt Nam. Trên đây cô sẽ đưa cho các em 5 nhà cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ 19. Đó là Nguyễn Huy Tế, Trần Đình Túc, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tổ và người cuối cùng đó là Nguyễn Lộ Trạch. Đây là 5 nhà cải cách đưa ra cái đề nghị để canh tân lại đất nước. Và nội dung của họ được thể hiện ở cái bảng sau đây. Mời các em cùng nhìn lên màn hình. Trên cái bảng này có rõ thời gian, tên người cải cách và tiếp theo đó là nội dung của cuộc cải cách. Thì về thời gian, bắt đầu từ năm 1868, hai nhà cải cách Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế là người đã đưa ra cái nội dung như sau: xin mở cửa biển ở Trà Lý thuộc Nam Định ngày nay. Tiếp theo là năm 1868, nhà cải cách Đinh Văn Điền là người đã đẩy mạnh khai hoang, khai mỏ, buôn bán và phát triển quốc phòng. Tiếp đó là năm 1872, nhà cải cách Viền Thương Bạc với nội dung xin mở ba cửa ở miền Bắc và miền Trung để mục đích thông thương bên ngoài, mở rộng buôn bán, phát triển kinh tế. Từ năm 1863 cho đến 1871, nhà cải cách Nguyễn Trường Tổ đã có nội dung chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công, thương nghiệp, tài chính, quân sự, v.v. Trong năm 1877 cho đến 1882, nhà cải cách Nguyễn Lộ Trạch đã đề ra cái nội dung như sau: chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước. Đó là năm cái nhà cải cách mà cô đã đưa cho các bạn xem về thời gian, về tên nhà cải cách và về cái nội dung. Thì các em chú ý lên màn hình, có hai nhà cải cách cô đã tô đậm màu đỏ. Thì trong số 5 nhà cải cách này thì hai cái nhà cải cách màu đỏ này, Nguyễn Trường Tổ và Nguyễn Lộ Trạch, là những nhà cải cách tiêu biểu cho xã hội Việt Nam ở thế kỷ 19 lúc bấy giờ. Vậy vì sao hai nhà cải cách này lại được gọi là nhà cải cách tiêu biểu? Thì cô sẽ cho các em tìm hiểu thông qua bảng điều trần của Nguyễn Trường Tổ là người đã dâng lên cho triều đình nhà Nguyễn. Nguyễn Trường Tổ đưa ra cái bản điều trần này về tất cả các mặt: chính trị, giáo dục, kinh tế có, về xã hội có, về quân sự có và về ngoại giao cũng có luôn. Thì về chính trị giáo dục,
cô nêu sơ qua cho các em. Ông đề ra cải tạo quan lại, cải cách chế độ giáo dục và cái việc học quan trọng về ngoại ngữ. Còn về kinh tế thì ông áp dụng khoa học kỹ thuật, thủy lợi và bảo vệ rừng, đê điều. Về kinh tế, thứ hai, khai mỏ có quy mô, hợp tác với nước ngoài. Không những vậy, còn hợp tác buôn bán với các nước láng giềng phát triển về ngành nội thương, tức là ở bên trong đất nước. Về xã hội thì bãi bỏ các tập tục phong kiến lạc hậu, mê tín dị đoan. Về quân sự, xây dựng quân đội vững mạnh, trang bị đầy đủ kiến thức, vũ khí quân sự. Về ngoại giao, thực hiện giao hảo với nhiều nước tư bản ở bên ngoài để mục đích học hỏi và đổi mới theo cái hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tất cả các cái cải cách ở trong cái bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ bao quát được hết cái nền kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao mà một đất nước phải được đổi mới ở các mặt này. Thế Nguyễn Trường Tộ đã dâng lên vua của nhà Nguyễn. Vậy thì qua cái cải cách của Nguyễn Trường Tộ thì em có suy nghĩ gì? Thứ nhất, cải cách của ông đó là sự kết hợp của các yếu tố yêu nước, thương dân, có kiến thức sâu rộng và từ nhỏ đã được đi ra nước ngoài để du học, để hiểu biết, để hội nhập. Là một cải cách rất toàn diện về mọi mặt, từ kinh tế cho đến chính trị và đến giáo dục. Và dường như những cái đề nghị của Nguyễn Trường Tộ đều nằm trong khả năng có thể thực hiện được nếu như triều đình nhà Nguyễn chấp thuận. Cuối cùng, cải cách đó không đòi hỏi quá nhiều vào tiền, mà nó chỉ cần lòng quyết tâm và vì cái sự nghiệp đổi mới của đất nước. Như vậy, đó là cái suy nghĩ khi mà Nguyễn Trường Tộ đưa ra cái cải cách. Đó là cách đánh giá về cải cách của Nguyễn Trường Tộ. Ngoài Nguyễn Trường Tộ ra thì cũng là những nhà cải cách, thì em có suy nghĩ gì về những cái sĩ phu và quan lại Duy Tân đổi mới lúc bấy giờ? À, họ là những con người hiểu biết, thông thái, từng đi nhiều, biết nhiều, từng tham gia và từng chứng kiến được cái sự phát triển phồn thịnh ở bên ngoài, từng học hỏi và tiếp thu những cái tốt, cái hay của cái nền văn hóa phương Tây để đưa về hội nhập cho đất nước của Việt Nam. Thứ hai, họ là những con người yêu nước, là người thương dân, đã vượt qua những cái luật lệ hà khắc từ chế độ phong kiến thối nát, và thậm chí là họ không kể đến tính mạng của mình để họ đề nghị lên canh tân đất nước, để rồi một ngày những cái đề nghị canh tân đất nước đó được đưa vào để hội nhập, để phát triển, để đem lại cuộc sống ấm no hơn. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong cái mục 2, những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào cái nửa cuối thế kỷ 19. Vậy kết cục của những cái đề nghị cải cách đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào cái mục 3, kết cục của các đề nghị cải cách. Câu hỏi đưa ra cho các em như sau: vì sao những đề nghị cải cách của các sĩ phu không được nhà Nguyễn chấp thuận? Tại vì chưa xuất phát từ cơ sở ở trong nước, tức là cuộc cải cách nó còn bị lẻ tẻ,
bị rơi ra, nguồn tài chính thì bị cạn kiệt, thì lấy đâu để cải cách được đất nước? Thứ hai, chưa đặt vấn đề giải quyết mâu thuẫn xã hội, mà đặc biệt xã hội lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa nhân dân với địa chủ phong kiến, giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Đó là cái lý do thứ nhất mà đề nghị cải cách của các sĩ phu không được chấp nhận. Lý do thứ hai là do cái sự bảo thủ của nhà Nguyễn, và vì vua Từ Đức từng nói rằng Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các điều y đề nghị, tại sao lại thúc giục nhiều đến thế khi mà các phương pháp cũ của trẫm đã đủ để điều khiển quốc gia rồi. Như vậy, vua Từ Đức là người đứng đầu của nhà Nguyễn, là người đứng đầu một triều đình, một đất nước, mà lại khư khư giữ cái phương pháp cũ, dù cho kinh tế có thối nát, dù cho khủng hoảng nghiêm trọng thì vẫn áp dụng các phương pháp cũ, vẫn là tin vào chính mình. Còn những cải cách của Nguyễn Trường Tộ thì bỏ qua và không chấp nhận. Như vậy là các em đã thấy được cái hai lý do cơ bản mà nhà Nguyễn không chấp thuận khi các sĩ phu đề nghị cái cải cách. Hai cái lý do đó cũng là điểm hạn chế của cái đề nghị cải cách nêu trên, là đã trả lời cho cái câu hỏi này. Cũng là chưa xuất phát từ cơ sở trong nước. Và cô tóm lại cho các em, chốt lại cái điểm hạn chế của đề nghị cải cách Canh Tân, vì sao không thực hiện được. Như vậy, triều đình nhà Nguyễn đã khước từ mọi cái cải cách Canh Tân mà các cái sĩ phu và quan lại đưa lên, thì hậu quả mà triều đình nhà Nguyễn và cả đất nước phải gánh chịu đó là gì? Thứ nhất, xã hội Việt Nam vẫn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến lạc hậu. Thứ hai, vẫn cản trở cái sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, mà trong khi các nước đã trên đà phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa để tham gia hội nhập với toàn cầu, thì Việt Nam lại rơi vào cái tình trạng cổ hủ lạc hậu. Thứ ba, làm cho đất nước lạc hậu, kém phát triển, từ đó đời sống của người dân càng cơ cực hơn, càng khốn đốn hơn. Như vậy, từ những cải cách ở cuối thế kỷ 19 không thể thực hiện được do cái sự ép buộc của triều đình nhà Nguyễn, cô và các em khẳng định một câu như vậy: cuộc cải cách Canh Tân đất nước đã không thực hiện được vào cuối thế kỷ 19. Vậy qua những cải cách cuối thế kỷ 19, em hãy liên hệ với công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay. Một cuộc đổi mới đất nước đang thành công, đang trên đà tiến triển, thì nó như thế nào? Đối với Đảng thì xuất phát đổi mới từ cơ sở ở trong nước. Thứ hai, xã hội có ổn định, có bền vững, chính trị vững vàng và được nhân dân ủng hộ. Câu hỏi đặt ra, vì sao ngày nay nhân dân ta lại đạt được những thành tựu rực rỡ như vậy? Đó là những thay đổi của ta được xuất phát từ nhu cầu thiết yếu trong nước. Trong nước cần cái gì đổi mới thì Đảng ta đã thay đổi theo cái xu hướng như vậy. Về đội ngũ trí thức
thì đông đảo tiếp thu được thành tựu khoa học công nghệ tiến bộ để rồi phát triển kinh tế và xã hội. Đảng và nhà nước chủ trì đổi mới được nhân dân ủng hộ với mục tiêu là gì? Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. Đó là những lý do để đất nước ta, để nhân dân ta đạt được những cái thành tựu rực rỡ như hôm nay. Trên lược đồ là cái hình ảnh, trên đây là hình ảnh đời sống của nhân dân ta vào nửa cuối thế kỷ 19, và sự khác biệt một bên đó là đời sống của nhân dân ta ở thế kỷ 21, một thế kỷ mà đang hội nhập. Thì các em thấy được rằng về cơ sở khoa học kỹ thuật, về trang thiết bị, về con người, về cách ăn, về lối sống thì ở hai cái thế kỷ này nó có sự khác biệt rõ rệt. Đấy, các em thấy chưa? Thời trước đây là như thế nào? Đời sống khổ cực, ở thì ở bằng nhà, bằng mái tranh, rồi phải đi như thế nào? Đi ra ruộng để tìm kiếm thức ăn, rồi phải lam lũ vất vả. Còn thời đại bây giờ thì sao? Ở thế kỷ 21 thì người dân được những cái khu đô thị vui chơi, đến những cửa hàng, đến những trung tâm mua sắm lớn và đến những cái nơi tòa nhà cao ốc, những cái cơ sở trang thiết bị rất là hiện đại, phục vụ ngày một hội nhập, ngày một đổi mới của đất nước Việt Nam. Mà không chỉ thế kỷ 21, ở các thế kỷ sau sẽ còn tiếp tục phát triển và phát huy hơn nữa. Từ cái sự đổi mới đó mà Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu tiêu biểu như ngày hôm nay, đã xây dựng được cái cầu Mỹ Thuận rất là đẹp, rồi thành phố Hồ Chí Minh, đây các em nhìn xem, rồi khai thác dầu mỏ, rồi xây dựng được cái nhà máy thủy điện Hòa Bình, các cái tòa nhà cao ốc lần lượt được mọc lên, các trường học phục vụ cho công tác giảng dạy, toàn cảnh Sài Gòn về ban đêm, và đặc biệt đó là Việt Nam đã được gia nhập vào WTO. Như vậy sự đổi mới không phải là phung phí, đã đưa đất nước Việt Nam tiến hành hơn trên con đường đổi mới sự nghiệp, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Câu hỏi cô đặt ra cho các em như sau: so sánh những điểm giống và khác nhau giữa những đề nghị cải cách ở Việt Nam mà cụ thể lần nãy cô đã dạy cho các em là cuộc khởi nghĩa, ở những cái đề nghị của quan lại và sĩ phu, so sánh với cuộc duy tân minh trị ở Nhật Bản mà các em đã được học, về so sánh ở những điểm nào? Điểm đó là giống nhau và khác nhau. Như vậy các em chú ý về điểm giống nhau giữa cái cuộc cải cách canh tân này, đó là thời điểm đều nằm vào cuối thế kỷ 19, đều lúc đất nước, kể cả Nhật Bản, kể cả Việt Nam, đang khủng hoảng, đang cần phải đổi mới, cần phải có cuộc canh tân để thay đổi triều đại, triều đình, thay đổi lại cái đất nước. Về hoàn cảnh thì cũng là lúc kinh tế xã hội đất nước khó khăn thôi, bắt buộc phải canh tân để từ khó khăn mà vươn lên cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Về nội dung, cơ bản là giống nhau, đều ở các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao. Bởi vì đó là bộ mặt của xã hội, của đất nước, thì bắt buộc là mình phải thay đổi. Còn cái điểm khác nhau, các em chú ý nhìn lên bảng. Ở Nhật Bản,
thì người khởi xướng cuộc canh tân và người thực hiện đều là vị vua đứng đầu, tên đó là Minh Trị. Và kết quả của cuộc canh tân này, chính vì vua là người đã đưa ra thực hiện, cho nên đã đưa Nhật Bản phát triển thành một nước đế quốc hùng mạnh. Như vậy là chúng ta đã thấy được kết quả của cuộc canh tân đi đúng phương hướng là như thế nào. Còn ở Việt Nam thì người đề nghị cải cách là ai? Là bài mà cô và các em đã học, là vua. Có phải là vua không? Không, đó là sĩ phu và quan lại. Những người yêu nước đã đưa đề nghị cải cách. Nhưng ngược lại thì vua lại cự tuyệt mọi cái đề nghị cải cách đó và khư khư giữ cái đề nghị của mình, không thay đổi. Và kết cục đó là các đề nghị cải cách trên không được thực hiện, cho nên Việt Nam vẫn chìm trong cái sự lạc hậu, khủng hoảng và bị thực dân xâm lược thống trị. Như vậy là chúng ta thấy một bên Nhật Bản thực hiện canh tân đất nước thì đất nước đã phát triển hùng mạnh, còn Việt Nam thì ngược lại, đó là đất nước càng ngày vẫn nhấn chìm trong cái sự khủng hoảng trầm trọng, nghiêm trọng. Như vậy bài học hôm nay của cô muốn truyền tải đến các em xin được kết thúc tại đây. Và cô hướng dẫn về nhà các em như sau. Về nhà các em sẽ tìm hiểu cho cô 3 cái nội dung. Thứ nhất, đó là nếu suy nghĩ của bản thân khi cơ hội cải cách duy tân của dân tộc bị bỏ qua, liên hệ với công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. Thứ hai, siêu tầm tư liệu về cải cách duy tân đầu thế kỷ thứ 19. Và cuối cùng đó là xem lại kiến thức từ bài 24 cho đến bài 28 để tiết sau các em sẽ làm bài tập lịch sử trong vòng một tiết. Như vậy là bài học của chúng ta đã kết thúc. Và cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học một cách nghiêm túc và ghi chép cẩn thận. Về nhà, các em tiếp tục tìm hiểu bài trước và ôn lại những kiến thức cũ để tiết sau chúng ta sẽ làm một cái bài tập thực hành hiệu quả, chất lượng và giúp các em có thể có thêm kinh nghiệm để mà học cái chương trình môn lịch sử lớp 8 được tốt hơn. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà các em chưa có đến trường vì cái dịch bệnh. Cô cũng mong là các em sẽ học không những môn lịch sử mà tất cả các môn đều tập trung cao độ và hoàn thành chương trình học trước khi mình đến trường một cách nghiêm túc và đầy đủ. Xin chào tất cả các em.